Hai, chào cả nhà, đến với video tiếp theo của Thi Lê. Thì trước ống kính màn hình thì cả nhà nhìn thấy đây là bốn con bé chó mà cách đây một hai ngày anh Quyết có gửi một cái đoạn video ngắn cho Thi Lê. Thì anh Quyết có tâm sự với lại Thi Lê. Thì hiện tại thì anh Quyết đang thất nghiệp, không có việc làm hồ để làm, thì thành ra anh Quyết đi vòng vòng để mà mua những con bé chó của những người chủ đang tâm bán những con bé chó cưng ký, rồi xong xuôi anh Quyết chở đến lò mổ. Thì khi mà anh Quyết chở bốn con bé chó đến lò mổ thì không biết lương tâm của anh Quyết lúc đó cắn đứt hay như thế nào đó, và đã quay clip ngắn gửi cho Thi Lê. Và khi mà Thi Lê đăng tải lên kênh YouTube của Thi Lê thì nhận được rất nhiều sự quan tâm yêu thương của tất cả quý bà cô chú anh chị ở trong và ngoài nước, có người hỗ trợ tinh thần và có quý mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí để giúp cho bốn con bé chó này nó có cơ hội nó sống thêm một lần thứ hai nữa ở mái ấm được cả nhà. Thì cả nhà thấy trong cuộc sống vì miếng ăn mà con người lại tàn nhẫn nhẫn tâm đối xử với lại tất cả chúng sanh như thế này. Thì hôm qua Thi Lê có nhận được cuộc điện thoại của vợ chồng em Tùng Thúy ở Mỹ, ở tiểu bang Seattle ở Washington ở Mỹ, có gửi về số tiền cho Thi Lê là 2 triệu để mà giải cứu bốn con bé chó này nó có cơ hội nó sống thêm một lần thứ hai ở mái ấm với cả nhà. Thì Thi Lê cũng hồi hướng công đức này, cầu chúc cầu nguyện cho tất cả thành viên trong gia đình của vợ chồng em Tùng Thúy ở tiểu bang Seattle ở Washington ở Mỹ lúc nào cũng bình an trong cuộc sống và dồi dào sức khỏe. Và Thi Lê cũng cầu chúc cho tất cả quý bà cô chú anh chị mạnh thường quân còn lại lúc nào cũng bình an trong cuộc sống và dồi dào sức khỏe, để có sức khỏe để có thể dõi theo Thi Lê, giúp cho Thi Lê, tiếp sức cho Thi Lê bước đi trên con đường thiện nguyện để giải cứu tất cả chúng sanh bị chết oan chết ức, và những con bé chó bị chủ đánh đập và bị bỏ rơi. Trước ống kính màn hình thì cả nhà nhìn thấy đây là bốn con bé chó mà cách đây vài ngày anh Quyết có gửi cái đoạn clip ngắn cho Thi Lê cầu cứu Thi Lê. Thì anh Quyết là cũng là một cái người đàn ông coi như là làm nhiều công việc lắm cả nhà, mà để mà mục đích là kiếm tiền mưu sinh. Vì công việc anh Quyết nói là thời gian gần đây thì làm hồ đi làm lụng đi làm mướn cho người ta cũng khó khăn, thì thành ra là anh Quyết sẽ trở lại với lại công việc là mua bán chó mèo rùa này nọ, rồi xăm xui rồi mang vô lò mổ. Cả nhà thấy thì cái đoạn clip ngắn mà anh Quyết gửi cho Thi Lê á là anh Quyết mua được bốn con bé chó này và sẵn tiện chở vô lò mổ luôn. Thì lúc đó thì cả nhà cũng thấy, thì lúc mà anh Quyết tới lò mổ xong xuôi, anh Quyết có gọi điện thoại cầu cứu Thi Lê, nói bây giờ cũng không nỡ mang vào thì bây giờ như thế nào. Thì Thi Lê nói cái đó là tùy anh. Cái anh Quyết mới nói là bây giờ quay cái đoạn clip ngắn cho Thi Lê và cho thời gian Thi Lê là 3 ngày 4 ngày đó. Thì mà cũng may phước là sau khi Thi Lê đăng tải lên kênh YouTube của Thi Lê thì nhận được rất nhiều sự quan tâm yêu thương của tất cả quý bà cô chú anh chị mạnh thường quân, mà để dành cho bốn con bé chó này nó có cơ hội nó sống thì một lần thứ hai ở mái ấm được cả nhà. Ủa mà thấy giống 5 con vậy? Ừ. Sao bữa nó 4 con giờ 5 con nữa là sao? Là 5 con 2 triệu hả? Rồi. Mang vô phơi. Rồi. Lỡ mình mang đi luôn. Này còn bé kiểu còn bé lắm con. Đây có 2 triệu rồi. Vì sao? Con còn lại sao? Là thiếu hả? Cho thiếu 500 á. Trời ơi. Nạn dễ sợ luôn á. Trời ơi, mà sao không chịu đi kiếm nghề khác, mình làm nghề này quay anh Quyết. Không được. Hả? Không, anh sợ biết làm. Sao? Sao anh nói sao? Không, anh sợ biết làm. Cái gì? Không, anh sợ biết làm. À, lặng bé vàng này là nó mới phát sinh đúng không? Trời ơi, thì bây giờ đơn giản thôi. Chứ con nó không bớt hả? Anh là bớt hết cỡ rồi. Anh nói thật. Thì bốn con 2 triệu, giờ con vàng này thêm giờ 300 nó đi được không? Để em còn nợ anh 300. Hả? Anh nhận bớt hết cỡ. Anh nói lớn là anh không nghe gì hết á. Anh bớt hết cỡ rồi. Thấy chưa? Là bây giờ là phát sinh thêm con vàng này. Là bây giờ anh đòi bán 500. Nếu vậy thôi lấy mẹ cho rồi đi. Nhưng mà em thiếu anh 500 nha. Nghe không?
đó cả nhà. Thì cả nhà cũng thấy thì trong cái đoạn clip là 4 con, nhưng mà hôm nay anh Quyết đang đi trên đường tới mái ấm của Thi Lê, thì dọc đường thì cứu được thêm một bé nữa. Thì bây giờ không lẽ chẳng lẽ bỏ một bé này cho ảnh mang về làm mẫu hay sao cả nhà. Đó cả nhà biết thì ở bên Việt Nam á, nói đến những con bé chó, những con bé mèo thì bị bán vô làm mẫu cũng là một cái câu chuyện coi như là rất là phức tạp luôn cả nhà. Nó cứ mỗi ngày trôi qua thì hết diễn biến này đến diễn biến khác. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày lại có 4 con, 5 con bị chủ bán vô lò mổ. Và có thể 5 con bé chó này cũng là 5 người chủ. Đó cả nhà. Thì trong cuộc sống cõi ta bà này rất là khổ sở luôn cả nhà ơi. Nhưng mà có những người chủ thì người ta chưa có sợ về cái sự mà nhân quả luân hồi. Đó, thì người ta cứ nghĩ là vì cái đồng tiền, vì cái cuộc sống, vì cái miếng ăn mà người ta bất chấp tất cả. Đó, chẳng hạn cả nhà thấy những người chủ ở Việt Nam, đôi khi người ta không có tiền, người ta đói khát, gia đình người ta bệnh hoạn ốm đau, có thể là gia đình người ta không có tiền điện, đóng tiền nhà trọ, và người ta cũng có thể là mang những con bé chó này, mang đến đầu mổ, hoặc là gọi điện thoại cho cái những người đàn ông mà mua bán chó dạo nhìn Quyết nè, rồi lại nhà cân ký, rồi xong xuôi lấy tiền để mà trang trải cuộc sống. Mà cả nhà biết thì những con bé chó, những con bé mèo và những con vật khác luôn, nó đều có tính, đều có cái tánh linh hết trơn cả nhà. Có điều là quan trọng là nó không có biết nói thôi. Nhà biết bây giờ mà những con bé chó này trong chuồng, nó có thể nó cũng muốn nói chuyện lắm cả nhà, nhưng mà bây giờ phải nói làm sao đây, do là cái loài người của mình coi như là vì cái miếng ăn, vì cái đồng tiền mà bất chấp tất cả, bất chấp đi những cái sự mà tình thương, cái sự trung thành. Cả nhà thấy thôi thì Thi Lê sẵn tiện cái clip này thì Thi Lê cũng cảm ơn tất cả quý bà cô chú anh chị mạnh thường quân đã hỗ trợ cho Thi Lê số tiền mà để Thi Lê có thể giải cứu 4 con bé chó này, nó có cơ hội nó sống thêm một lần thứ hai ở mái ấm nữa cả nhà. Là bây giờ 4 bé và 1 bé này là bán đúng hết giá luôn không, là 500 đúng không, 450 cũng được luôn. Tao bớt đi, bớt 50 đi được không? 50 đưa tiền liền luôn đi. Ôi vớ vẩn, tiền đâu đưa tiền liền, bỏ xuống đi. Thả nó vô đi hả? Thả nó vô đi. Chứ đừng có bắt bằng cái kìm này, thấy ghê quá anh Quyết ơi. Đồ chuồn luồn vô, đồ ăn chạy vô mà. Kìm này thấy ghê cái gì? Kìm gì mà thấy ghê vậy trời? Kìm để kẹp cổ hả? Mở cửa đi cho tụi nó vô đi. Làm hiền hết trơn. Anh lấy cái kéo á, anh dỗ á, anh dỗ á chứ đừng chọ, nhẹ nhẹ thôi. Rồi vú sữa còn sữa luôn kìa, nghiệp ghê chưa. Gài sát vô. Rồi để nè. Đúc em cái mâm vô cái kéo này ghê quá ha. Lò mổ đó bữa anh quay lại ở đâu vậy? Bình Dương á hả?
Điểm giùm em tiền đi. Quyết. Điểm giùm em. Ủa à? 2 triệu ha. Là còn thiếu 4,5 triệu phải không? Trời ơi, không có. Bây giờ hỏi nè, giờ còn có 200 mấy anh biết đâu đủ. Đưa hết cả lấy luôn. Đưa hết cả là tù. Thôi, còn 200 mấy tha cho em đi. Đưa hết cả luôn. Khỏi quay, khỏi quay. 200 mấy để chiều đi làm nữa. Để tiền kia nữa.